tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 6. Sau chuyện đó không lâu lắm, Hunter ngồi ăn tối trong phòng ăn của khách sạn Đại Bàng. Ruby và Y thường ăn sau mọi người trong nhà. Trong các bữa ăn, Ruby dọn cho chồng ăn rất ngon, và thực sự chỉ có mình chị ta nói những mẩu chuyện lôi thôi về đầy tớ, những tội lặt vặt của các đầy tớ gái hoặc các lỗi nhỏ nhặt của anh bếp. Hunter chỉ dán mắt vào dĩa, thản nhiên ăn và làm như không có mặt vợ ở đấy. Đêm nay Ruby cũng im lặng như chồng, nhưng sau khi nhìn Hunter chất lên cái dĩa gộp thành một món gồm xúc xích, khoai tây, cải tía đưa lên cho vào mồm, chị đột nhiên lên tiếng: "Đêm qua anh đi đâu mà tôi không biết đấy." Hunter ngừng nhai nhìn vợ, rồi tiếp tục nhai chậm rãi. "À," y hỏi, "thế thì làm sao?" "Ồ, chẳng sao cả. Chả là sáng nay có người kể lại bữa trà ở nhà bà Mokres là đêm qua đã trông thấy anh ở phố nhà thằng Giọt rồi." "Không nhớ," y nói cọc lóc. "Công việc làm ăn bắt phải đi khắp nơi." "Ồ, phải rồi. Tối qua đến đấy gặp gã thợ sơn Smallman." Vẫn tiếp tục ăn, y nghĩ thầm: "Nguy hiểm đấy, Otto, nguy hiểm đấy. Một con chó cái đang bắt đầu đánh hơi khắp nơi. Nó không thể nào đã thấy mình lẻn vào hoặc ra khỏi nhà Mary được. Nhưng tại sao nó phải nói chuyện đó với Ruby? Mình cắt đứt với Mary là được lắm rồi. Đứa con của nàng đến đúng lúc cho mình quá." Rồi y lên tiếng: "Cô nói đến phố nhà tay sọt sẽ làm tôi chợt nhớ đến vợ hắn. Cô ta tên gì nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ta. Cái con mũ da màu ấy à, tên đó là Mary, anh không nhớ ư? Anh thường thích đem so nó với tôi kia mà." "À phải, Mary, đúng rồi. Ờ, cô ta đang có mang." Tay sọt sẽ bảo thế. "Thế à, nó lại sắp đẻ chứ gì." Lớp da khô trên mặt Ruby hằn thành những nếp nhăn linh hoạt. "Nó hẳn đang lo sốt gió lên. Chà, nó phải đau khổ lắm. Thì nhớ lấy lời tôi, đứa bé này sẽ đen nhám." "Bởi vì cô đã phán thế à? Sao cô đọc thế? Tôi chưa bao giờ đau khổ ư? Tôi không biết đau khổ là thế nào. Hãy để cho đến lượt nó cũng phải đau khổ." Cười khẩy, Ruby đứng lên đi vào buồng ngủ của mình. Hunter nhìn theo, ghét cay ghét đắng. Đứa con thứ hai cũng là con trai, ra đời vào ngày tháng 7 lạnh lẽo nhưng nắng ráo. Tuy nước da nó có màu sáng, nhưng tuyệt nhiên không mang chút hứa hẹn nào là sẽ trắng như thằng bé kia. Trước hết, nó vàng rõ rệt. Mary biết điều đó có nghĩa là gì. Và ngày tháng trôi qua, nước da nó lại thẫm thêm, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó là một đứa bé da màu, và ở Nam Phi thì bao giờ nó cũng là da màu. Đó là một đứa bé trong mà náo lòng. Có những lúc Mary yêu nó, có những lần lòng đầy thương xót chỉ ngắm nghía nó. Đứa con rồi sẽ khốn khổ của một người mẹ khốn khổ. Cũng có lúc chị đảo mắt từ gương mặt cởi mở trắng trẻo của Anthony nhìn sang cái mảnh nhỏ màu nâu này và nhận thấy trong những năm tới đây nó sẽ trở thành một cơn ác mộng đối với đứa anh. Rồi chị cảm thấy rằng giống như nhỡ mắt bé, chị có thể đạp nó xuống đất. Thường thường chị chỉ nhìn nó mà khóc. Những mối xúc cảm của chị nghẹn mãi thành vẻ lãnh đạm thẫn thờ. Và đứa bé đăm đăm nhìn lại mẹ, đôi mắt dần già biết chăm chú. Những ngày tiếp theo thật ảm đạm. Cái trứng khi chín tách khỏi vô số tế bào trong buồng trứng im lìm đã chứa trong nó các gen màu da. Ở Nam Phi, các gen này gây chết đối với tinh thần, hệt như bệnh ưa chảy máu đối với cơ thể. Chính cái trứng xấu số này bắt gặp điều kỳ diệu của sự thụ thai và làm sụp đổ cái thiên đường mà Mary đã xây đắp chung quanh Anthony. Mary gầy đi, những nét nhăn lo lắng bắt đầu hình thành ở khoảng giữa hai mắt. Tâm trạng khốn khổ của chị làm cho sữa chị độc và đứa bé khóc ngằn ngặt. Chẳng có khách khứa nào da trắng hoặc da màu đến thăm cả, vẫn chỉ là sọt sờ đi làm về với vẻ mặt lo sợ quen thuộc và anh khiếp sợ cả những lời than trách tuyệt vọng lẫn sự im lặng cay đắng của vợ. Anh thấy vợ dường như sạm đen hơn và hay đánh phấn hơn. Một hôm anh bảo vợ: "Anh không biết gì việc gì mà em cứ phải rối rít lên thế. Đứa bé không đen quá đâu mà." "Gì cơ? Cha ơi anh George." Những lời Mary thốt ra đầy vẻ trách móc âm thầm. "Nó không đen quá đâu mà. Anh nói thế đấy. Nhiều người Âu cũng đen, rám nắng. Và kiểu như em biết đấy." Câu nói George bỏ lửng. Dụng về anh bế đứa bé đang nằm ở giường củi lên, âu yếm:
ôm bế nó. Những ngày và những tuần tiếp theo, anh cố dùng mọi lý lẽ, mọi cách dối trá, mọi lời ngụy biện để an ủi vợ. Anh tin chắc thời gian sẽ làm dịu đau khổ, Marie sẽ dần dần tự chủ được. Anh hy vọng tình thương yêu mà anh cố dành thật nhiều cho chú bé Steve sẽ dần lay chuyển được vợ anh. Tuy vậy, sau một thời gian dài, anh mới chỉ thành công đôi chút. Một đêm Marie bảo, anh George ơi, em chẳng được cái tích sự gì cả. Em chỉ mang lại cho anh toàn những điều khốn khổ. Anh Giang, em đừng có ngốc nghếch thế nữa. Em hiểu rất rõ là em có ý nghĩa lớn lao đối với anh như thế nào, và em đã làm những gì cho anh. Giả hồi ấy không có em thì... Dân, anh George, em biết điều đó, nhưng giờ đây, với đứa bé, dường như anh chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. Thằng Anthony sẽ lớn lên như một đứa trẻ da trắng. Nó sẽ có một đứa em ruột da màu. Anh không thấy chuyện đó có nghĩa gì ư? Đứa con da trắng của em sẽ bị ám ảnh suốt đời. Chao ôi lạy Chúa! Trong khi nói, mắt Mary không lúc nào rời khỏi khuôn mặt chồng. Khi George thấy trong trạng thất vọng chán nản của vợ tỏ ra ít có dấu hiệu dịu đi, anh bắt đầu tự hỏi sự kiên trì cố gắng an ủi vợ của anh phỏng có ích gì không. Một buổi chiều về nhà ăn uống và nghỉ ngơi, anh thấy vợ ủ rũ như kẻ mất hồn. Thần kinh anh căng thẳng, anh cố lời đi và cứ bước nhẫn nhơ trong nhà, ngâm ngợi một lúc, một khúc hát đơn điệu. Mary, em thân yêu, gạt bỏ chuyện đó đi, anh lên tiếng đột ngột. Em đang lâm vào một ca bệnh lý, đúng như vậy đấy. Mary không trả lời. George lắc đầu ra khỏi nhà. Trở lại làm việc, anh ngồi phía sau quầy. Đó là giờ yên tĩnh, khách sạn Đại Bàng vắng vẻ. Anh ngã chiếc ghế đang ngồi để nó đứng trên hai chân sau, nhưng anh nhô đầu về phía trước, đủ để giữ thăng bằng, hai tay đút sâu vào túi quần. Anh rít lấy rít để tẩu thuốc. Anh ngẫm nghĩ về cảnh ngộ mình và cảm thấy khốn khổ. Đứa bé da màu này, đối với nó chỉ có thể là một cách thôi, vì nó là da màu. Vợ anh đang héo hon gầy mòn vì tuyệt vọng. Bạn bè anh ở quầy rượu hoặc chỉ đá động chút ít, hoặc chẳng nói gì đến đứa con thứ hai của anh. Những lời chúc mừng nồng nhiệt vào lần sinh Anthony thì lần này không có. Hẳn tất cả bọn họ đều đã nghe biết chứ. Trong một thị trấn nhỏ bé như ở đây, mọi chuyện lan ra rất nhanh. Thuốc lá trong tẩu đã cháy hết. Anh ngã người gấp bên về phía sau để đập nỏ tẩu vào tường xi măng, tro xám rơi xuống nền nhà bằng đá. Anh lại nhồi đầy thuốc vào tẩu. Dạo này anh hút thuốc dữ quá mức, nhưng làm thế nào khác được. Anh không dám uống rượu. Tất cả những năm tháng qua, từ khi bác sĩ báo trước cho anh biết sự nguy hiểm, anh không động đến một giọt rượu nào. Chậm rãi, anh hương đôi mắt xanh nhạt, tơi giải chai trên các giá. Rượu vang, brandy, whisky, những mao mạch ở má anh giãn nở ra vì máu dồn bất thường. Anh đã lại thấy cái cảm giác ấm áp, giải thoát và nhẹ nhõm. Anh đứng dậy lưỡng lự, chậm rãi anh giới lấy một chiếc cốc nhỏ. Cổ họng khô và nghẹn lại, tay anh run run khi anh lấy một chai whisky xuống. Anh gói chai rượu vào tờ báo, ấn nó vào phía trước quần, rồi đóng khuy áo khoác ngoài lại. Trên này, anh gọi to giả thổ dân giúp việc. Trông coi tiệm rượu nhé, khi nào ông chủ về thưa với ông chủ tôi ốm, về nhà rồi. Khi loạn chọn bước qua cửa, anh lẩm bẩm một mình. Sống chỉ có một lần, còn chết là mãi mãi. Một lão chủ bủn xỉn, một con vợ ca cẩm, rồi hầu hạ thiên hạ suốt ngày. Chỉ ngửi mùi rượu chẳng bao giờ được nếm. So với mình, đến một thằng ca phia cũng còn sướng như vua. Anh đi về phía thảo nguyên, dừng lại dưới bóng râm của một cây keo Nam Phi. Khi đã cách xa mọi người, anh bắt đầu nói to một người. Mary loạn trí rồi, khổ thân thằng Steve bé bỏng. Một khi đã nếm lại rượu, anh giống như con cá mập đánh hơi thấy mùi máu. Chai rượu cạn sạch, anh lảo đảo bước về nhà. Mary ngước lên sợ hãi khi sọt sơ mở tung cửa và đi vào đứng sững lại giữa phòng. Anh đứng đó nghiêm trang, dường như đang vật lộn với một vấn đề lớn lao. Đột nhiên cơ thể anh mất thăng bằng, hai chân anh cứ như muốn chạy. Rồi anh ngã bật ngửa, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Ngày hôm sau, anh không đi làm được. Việc bất ngờ làm Mary choáng váng và hãi hùng. Khi hồi tỉnh, George tránh ánh mắt Mary. Mary không nói gì nhưng quyết định từ giờ sẽ cố vui vẻ và chấm dứt chuyện mè nheo ca cặp. George có thể uống rượu say bí tỉ cho đến khi thân tàn ma dại hoặc đến chết, và anh có thể vẫn giữ điều độ không uống rượu.
và nhận thấy gánh nặng thiên kiến quá ư khó chịu, trở thành nỗi mệt mỏi chán chường do ràng buộc với một phụ nữ da màu.